Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay trên tay mình đang là bộ đôi Smash Z3 và Z3 Combat và sắp được bán tại Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cảm nhận đầu tiên khi mà mình cầm hai chiếc máy này. Trước tiên là về cái Z3. Ở đây chúng ta có một chiếc máy được làm rất là đẹp. Ở phía trước chúng ta có một cái màn hình với kích thước là 5:2, độ phân giải là Full HD 1920x1080. Ở phía trên thì là khu vực loa, logo Sony và camera trước. Ở bên phía bên này là cái khu vực của cảm biến. Ở phía dưới là một cái loa nữa. Thì cũng kế thừa những cái thiết kế của Z1, Z2 và nhất là Z2, thì chúng ta có cái khu vực ở mặt trước là cái phần loa stereo hai bên của máy, làm cho cái âm lượng nó lớn hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Ở phía sau thì chúng ta có một cái mặt lưng rất là đẹp với cái cảm biến máy ảnh 20.7 megapixel với ống kính G và đèn LED thì tương tự như trên Z1 và Z2. Logo NFC, logo của Sony và ở phía dưới là chữ Xperia. Thì mình khá là thích cái mặt lưng này của từ đời của Z1 rồi, Z2 cũng vậy, và bây giờ Z3 thì kế thừa cái thiết kế rất là sang trọng của dòng Z series. Ở các cạnh thì nó hoàn toàn khác so với Z2. Đây, chúng ta có những cái cạnh được bo tròn từ ở phía sau lên phía trước và nó tạo cho chúng ta cái cảm giác là khi mà chúng ta cầm vào tay nó sẽ tựa vào và nó rất là êm tay, không có bị cấn giống như của Z1 và Z2 nữa. Ở đây mình có một chiếc Z2 và mình sẽ so sánh với các bạn để các bạn xem những cái chi tiết của cả hai máy. Đây, thứ nhất là về cái phần cạnh. Mình sẽ zoom vào kỹ một tí để các bạn xem kỹ về cái phần cạnh này hơn. Đây, các bạn có thể thấy ở toàn bộ cái khu vực này thì của Z2 thì nó được làm thẳng và nó thành các góc khác nhau. Còn với Z3 thì hoàn toàn những cạnh này đều được bo cong và nó tạo cho chúng ta cái cảm giác cầm rất là tuyệt vời và thoải mái hơn. Ở phía trên thì là khu vực của cái jack cắm tai nghe 3.5, cái micro hỗ trợ để chúng ta quay video. Ở bên trái thì chúng ta có vị trí của cổng sạc micro USB. Đây, mình sẽ mở cổng sạc ra như thế này. Và mình cũng xin lưu ý với các bạn, đây là cái phần nắp đậy. Cái nắp đậy của cái Z2, Z1, Z2 thì nó khác so với Z3. Ở phần cái nắp đậy của Z2, ở phần này thì chúng ta có cái phần cổng sạc và cần phần cổng của thẻ nhớ. Và cái nắp này nó làm tương tự và nó áp vào trong cái phần cạnh này, và nó không có tạo ra được cái sự liên lạc tuyệt đối dành cho chiếc máy. Tuy là vẫn có liên lạc mà nó không có tuyệt đối. Còn nói riêng với lại Z3 thì cái phần cái cổng này nó đã được bò tròn theo cái phần cạnh, cho nên khi mà chúng ta gắn vào đây, gắn vào thế này là hoàn toàn nó nằm khích với lại cái phần cạnh này và nó không có tạo ra bất kỳ một cái điểm chuyển tiếp nào, rất là mượt. Tiếp theo thì chúng ta có vị trí của cái cổng sạc từ, ở phía dưới là cái lỗ để chúng ta cái xỏ cái dây đeo vào trong phía trong này. Ở phía dưới là trơn, hoàn toàn không có một cái chức năng nào cả. Ở phía bên phải thì chúng ta có vị trí của cái cổng micro SIM và micro SD. Chúng ta sẽ sử dụng cái cổng phía bên phải này để chứa cái cổng SIM và thẻ nhớ của máy. Thì cái SIM này chúng ta sử dụng là SIM Nano. Mình xin lưu ý với các bạn là Z3 và Z3 Combat sử dụng cái chuẩn SIM Nano và thẻ nhớ hỗ trợ lên tới 128GB. Thì cái phần nắp đậy này cũng được làm tương tự như với cái nắp đậy ở phía bên kia, cũng được bo tròn và nó cong theo cái khung sườn của máy. Tiếp theo là vị trí của cái phím nguồn của máy, phím tăng giảm âm lượng và phím chụp ảnh bằng nút cứng. Thì toàn bộ những cái phím này đều được làm cái màu tông sạc tông với cái phần khung này, cho nên tạo ra cái máy nó rất là đẹp. Toàn bộ các phần khung này đều được hoàn chỉnh. Ở đây một cái điểm thú vị ở cái Z3 đó là bốn góc. Đây, ở bốn góc của chúng ta là bốn vị trí của bốn cái phần nhựa, nhưng mà phía trong cái phần nhựa này nó được gia cố bằng phần thép, cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái phần nhựa này nó sẽ giúp cái máy chúng ta liên lạc hơn và đồng thời cũng bắt sóng tốt hơn so với cái phần nếu mà chúng ta sử dụng chỉ riêng cái phần khung này được làm bằng nhôm không thì nó sẽ không có bắt sóng tốt, mà Sony đã hạn chế cái phần đó bằng cái cách là chúng ta có những cái góc này được làm bằng nhựa, nó sẽ bắt sóng tốt hơn. Đây, ở phía trong thì cái giao diện các bạn có thể thấy là Sony đã tùy biến lại cái phần giao diện này từ trên Z2. Những icon bây giờ nó đã lớn hơn rất nhiều so với những cái thế hệ trước. Đây, mình cài khá là nhiều app. Mình vào trong cái phần setting các bạn xem.
để trong phần iPhone. Ở bao của máy thì máy đang chạy version Android mới nhất là 4.4.4. Và sao tiếp tục được Sony nâng cấp lên những phiên bản mới hơn. Và một cái điều mà mình rất là quan tâm ở những chiếc điện thoại của Sony đó là cái phần camera. Camera của Z3 bây giờ cũng sử dụng có những cái trình chụp ảnh tương tự như những cái mẫu trước, như là quay video 4K hay là time shift video hay là AR effect. Nhưng mà nói riêng với cái dòng Z3 thì nó được trang bị thêm một số những cái chụp ảnh mới, như ở đây là AR Fun. Đây là một cái hiệu ứng rất là vui vẻ mà khi chúng ta sử dụng, các bạn chọn vào thì chúng ta có thể chọn được chủ thể. Và những cái phần chủ thể này nó sẽ mới hơn. Nhưng mà các bạn, đây mình sẽ thử cái hiệu ứng thử cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ vẽ. Đây, mình sẽ chỉ ra phía trên này. Tại vì ở đây là vẽ trên cái một cái mặt người chẳng hạn, thì nó sẽ tốt hơn là khi mà mình vẽ không như thế này thì nó sẽ không có đẹp và nó không có ra được những hiệu ứng khi mà mình sử dụng những hiệu ứng này. Ngoài ra thì còn có một cái nữa là cái multi camera, xin lỗi các bạn, là multi camera. Thì trong cái phần này chúng ta có thể kết nối với tối đa là hai thiết bị khác của Xperia dòng Z3 series. Mình xin lưu ý là chỉ với những cái điện thoại Z3 và Z3 Compact hay là Z3 Tablet thì mới có thể sử dụng được cái chức năng này là multi camera, thì chúng ta có thể chụp ở nhiều góc độ và nhiều hướng khác nhau. Face In thì đây là những cái ứng dụng mà đã từng xuất hiện trên những chiếc smartphone khác của các hãng rất nhiều. Như ở đây là chúng ta chụp ảnh với camera trước và camera sau, thì cái này đã xuất hiện ở những cái hãng khác rất là lâu rồi. Nhưng mà đối riêng với Sony thì chúng ta có được rất là nhiều những cái tùy chỉnh. Đây, 1, 2, 3, 4 cái tùy chỉnh. Và nó có thể nhận diện được tối đa là 3 khuôn mặt sử dụng cái camera trước, và chúng ta nhận diện tối đa được 3 khuôn mặt. Đó là về cái phần máy ảnh của camera của Z3. Thì với cái phần máy ảnh này mình khá là hài lòng với cái chất lượng của nó. Mình có một số những cái tấm ảnh muốn trình diễn với các bạn để các bạn xem. Đây, một số tấm ảnh mà mình đi chụp vào buổi tối. Này, tấm ảnh này rất là đẹp. Cái hình ảnh bắt lên rất là tốt. Đây, sáng và những cái chi tiết trong ảnh, tuy là chụp buổi tối nhưng mà chi tiết trong ảnh được giữ lại rất là tốt. Bây giờ mình sẽ nói về Z3 Compact để các bạn xem thêm về chiếc máy này. Một trong những chiếc máy mà mình rất là thích ở cái dòng Z3 năm nay của Sony. Đây là chiếc máy Z3 Compact. Thì trước đây Sony đã từng giới thiệu ra chiếc Z1 Compact. Đó là chiếc điện thoại không được bán ở Việt Nam vì một số lý do mà hãng không bán ở Việt Nam. Thì năm nay Sony quyết định là bán Z3 Compact ở Việt Nam. Thì về cái ngoại hình thì chúng ta có Z3 Compact có một cái phần mặt trước với cái màn hình là 4,6 inch với độ phân giải là HD. Ở phía trên là vị trí của cảm biến, loa thoại, logo Sony và camera trước của máy. Thì Z3 Compact cũng được trang bị hai loa stereo giống như của Z3. Ở phía sau thì chúng ta có một cái phần mặt lưng được làm bằng kính. Ở phía trên là camera 20.7 megapixel và cái phần đèn LED của máy đó các bạn. Ở đây là cái khu vực của logo NFC, logo Sony, và phía dưới là cái thương hiệu Xperia của Sony. Thì toàn bộ cái phần cạnh này nó khác hoàn toàn so với Z3. Thì với Z3 thì chúng ta có một cái phần khung được làm bằng nhôm, còn với Z3 Compact thì cái phần bọc ở phía ngoài này nó được làm bằng nhựa. Và tuy là được làm bằng nhựa nhưng với Z3 Compact thì chúng ta có được một cái hiệu ứng rất là lạ. Các bạn có thể thấy ở đây, thí dụ cái chữ microSD và cái hình của thẻ nhớ này, thì nhìn vào thì chúng ta tưởng như cái phần cạnh này nó bị lõm vào phía trong, nhưng mà thật sự thì nó lại lồi ra ngoài và nó cũng hơi bo tròn so với bình thường. Cho nên khi chúng ta cầm vào tay nó vẫn rất là ôm tay, rất là dễ chịu, không có bị cấn gì cả, rất là tốt. Một cái điểm mà mình yêu thích ở chiếc Z3 Compact này là cái sự nhỏ gọn của nó. Để mình cầm lên để các bạn xem cái kích thước. Đây, đây là kích thước khi mà nằm cạnh nhau với Z3. Đây là màn hình 5.2, này 4.6, chỉ khác nhau khoảng 0.6 inch thôi. Nhưng mà Z3 Compact lại rất là nhỏ gọn. Mình để vào phía trong để các bạn xem. Thì một điều mình rất là thích ở chiếc Z3 Compact đó là cái sự nhỏ gọn của nó. Cái phần tỷ lệ ở phía trên và phía dưới màn hình thì được tối ưu hóa gần như là trọn bộ của cái mặt trước. Xin lỗi các bạn, là toàn bộ cái mặt trước, tức là không có quá nhiều những cái phần dư ra ở phía ngoài giống như của Z3 lớn. Và những cái phần xung quanh của máy, những phần cạnh này cũng được giấu ở trong cái những cái nắp. Và cái phần nắp này thì không có được làm giống như của Z3 Compact. Xin lỗi các bạn, là của Z3 và nó không giống vậy.
nó vẫn là bằng nhựa và nó áp vào trong máy. Thì với Z3 thì chúng ta có những cái vị trí cạnh này là những cái phần lõm vào để chúng ta có thể mở được những cái cổng. Còn với Z3 Compact thì chúng ta phải mở nó ở hai đầu và toàn bộ những cổng kết nối đều được quy về cái phần cạnh trái của máy. Đây, mình sẽ mở vào cho các bạn xem. Đây là cái phần, cái vị trí của cổng sạc, cổng sạc micro USB của máy. Khe thẻ nhớ ở phía dưới thì các bạn bỏ sim vào ở phía dưới này, chúng ta mở như thế này. Đây, toàn bộ những cái phần kết nối đều được chuyển về một bên. Đây là khe cắm thẻ nhớ với một cái phần giấy ở phía trong để chúng ta biết được thông tin của máy. Và máy cũng sử dụng nano sim như mình đã giới thiệu với các bạn. Ở bên cạnh trái còn là vị trí của cái cổng sạc từ. Ở phía trên thì chúng ta có một micro thoại để chúng ta hỗ trợ cho việc quay video. Cổng micro, cổng tai nghe của máy, xin mời các bạn. Ở bên phải là vị trí của cái phím nguồn, phím tăng nhỏ âm lượng và phím chụp ảnh của máy. Ở phía dưới thì chúng ta có cái vị trí của cái lỗ xỏ dây đeo và cái micro thoại của máy. Thì nhìn chung đây là một chiếc điện thoại rất là nhỏ gọn, rất là thích hợp với những bạn nữ. Mình sẽ vào một tí vào phía trong thì các bạn có thể thấy cái phần giao diện của máy hoàn toàn giống lại cái Z3 lớn, không có gì khác cả. Bây giờ mình sẽ vào cho cái phần Walkman để mình giới thiệu với các bạn về cái khả năng nghe nhạc mới trên những cái dòng điện thoại Z3 của năm nay của Sony. Thì trong cái phần Walkman thì chúng ta có cái phần audio setting. Trong cái phần này thì ngoài clear audio và clear bass bình thường mà chúng ta đã thấy trên những chiếc điện thoại khác của Sony như Z1, Z2 thì với Z3 Compact và Z3 thì chúng ta có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là trong cái phần sound effect. Trong cái phần sound effect này, ngoài cái phần equalizer bình thường mà chúng ta đã từng biết thì còn có thêm cái phần là headphone setting. Thì ở cái phần này chúng ta có một cái bộ xử lý âm thanh mới được đưa từ những cái dòng Walkman qua của Sony, đó là DSEEHX. Đây là một cái chức năng để chúng ta tái tạo lại những cái âm thanh trong một bài nhạc mà nó đã bị ẩn đi hay là bị mất đi trong quá trình mà chúng ta nén nhạc. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có S1 phần surround, là chúng ta có cái phần loa phía trước phát âm thanh lớn hơn và mạnh hơn. Cả Z3 và Z3 Compact đều có khả năng xuất audio qua chuẩn HiRes, thì chúng ta có thể dễ dàng nghe nhạc qua cái cổng micro USB. Thì chúng ta cần một sợi dây OTG, một cái DAC của Sony hoặc là của hãng nào khác để chúng ta kết nối một tai nghe có hỗ trợ cái chuẩn HiRes audio. Thì khi nào máy có hàng chính hãng và có một số những cái loại phụ kiện kèm theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái tính năng này sau. Chúng ta chỉ cần tích vào đây thì chúng ta có được cái khả năng nghe nhạc với chuẩn HiRes. Ngoài ra thì Sony vẫn trang bị cho Z3 và Z3 Compact cái khả năng chống ồn kỹ thuật số, tức là Digital Noise Cancelling, thì chúng ta có thể sử dụng với cái tai nghe NC31. Ngoài ra thì trong cái phần headphone này Sony cũng chọn tạo ra một số những cái tùy chỉnh trước dành cho một số những cái tai nghe mà Sony đã bán trước đây, như là NC31 hay là MH1C hay là cái EX300AP. Đây là những cái tai nghe mà thông dụng của Sony, và Sony chỉnh trước một số những cái trình này khi mà chúng ta chọn vào. Thí dụ như ở đây mình có một tai nghe là NC31, thì khi mà chúng ta chọn vào thì nó sẽ tối ưu hoàn toàn cái khả năng nghe nhạc của cái tai nghe đó, tương thích với chiếc máy. Một điểm mình rất là thích ở cái khả năng mới của Sony. Một cái điểm nữa là ở cái phần mic sensory, thì trong cái phần này khi mà các bạn ghi âm trong một cái môi trường nào đó, ví dụ trong lớp học hay là trong một cái cuộc họp, thì các bạn có thể tùy chỉnh cái phần mic này ở cái mức độ là cao, thấp hoặc là trung bình để chúng ta phù hợp với từng cái khu vực khác nhau. Thì với cái vẻ ngoài rất là sang trọng cùng với những cái phần quà khuyến mãi và mức giá đang có trên website của Mai Nguyên, thì các bạn có thể lên đó để xem thêm về cái những phần quà khuyến mãi cũng như cái reorder của hai chiếc máy này, Z3 và Z3 Compact. Thì đây chỉ là mới là cái bài trên tay. Khi mà có hàng chính hãng vào khoảng ngày 5 tháng 10 thì mình sẽ trên tay cũng như khui hộp cái bộ phụ kiện kèm theo Z3 và Z3 Compact để các bạn xem những phụ kiện nó bao gồm những gì. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.